Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xtr 150-209 độ đầy quyến rũ với cái dàn chân siêu mẫu. Cái chiếc Xtr 150-209 hôm nay sẽ chứng minh cái dàn chân hết sức quyến rũ mà ai nhìn vào cũng là yêu ngay. Không dừng ở đó, người chủ còn nâng cấp cái chiếc xe cực mình bằng một cái đầu đèn của chiếc Xtr 2020 để tăng thêm cái chức đẳng cấp cho chiếc xe cực của mình. Cái cụm thắng Rainbow Access đem lại hiệu năng bóp thắng là im dịu hơn, được người chủ trang bị cho cái chiếc xe đậu Tacon CC với cái đường bo thân thiện hơn với bàn tay người, giúp anh ta có thể bóp con lên số lâu mà không bị tê tay. Cái điểm sắc sảo nhất cái dàn đầu vẫn là cái đầu đèn của Xtr 2010 với công nghệ đèn LED. Kết hợp cùng với cái đèn trợ sáng thì người chủ sẽ an toàn hơn trong mọi nẻo đường về đêm. Ác hẳn anh ta là người thích điệp độ nên đã nâng cấp một cây lục sườn cho cái chiếc xe cần của mình. Cái cây trợ lực này nằm lọt thỏng ở trong yếm, chỉ lộ ra cái phần nấm chỉnh và không cần cắt khoét đục cái dàn nhựa quá nhiều kèm mất thẩm mỹ. Cuối cùng mình xin giới thiệu các bạn cái bộ mâm bắt mắt thương hiệu của chiếc xe này. Trước mắt các bạn đây là cái mâm CNC K7 màu đỏ cực kỳ đẹp. Gắn lên xe nó làm cho dàn chân nổi bật hơn rất nhiều giữa cái gam màu đen huyền bí của cái chiếc Xtr này. Chiên dầu tính con heo trước là một cái cọng dây dầu màu đỏ và những cái chiếc ngắt dầu sặc sỡ làm chút điểm nhấn tương phản cho những con ốc Sraya Inox. Nhiệm vụ gia tăng hiệu sức thắng của chiếc xe đảm nhận bởi con heo Rainbow 2 bit đối xứng gam màu vàng chanh. Con heo này dường như đã được sơn lại. Đĩa thắng trước cũng là những món đồ chơi cực kỳ hiếm hàng, đó chính là đĩa thắng của Vinrush. Đĩa này không những cải thiện cái hiệu sức thắng của con xe mà độ thẩm mỹ của nó còn rất tuyệt vời. Tổng thể cái dàn chân trước toàn là đầu hiệu của em ấy. Sau khi tìm hiểu dàn chân thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái cặp lốc FZ mà chiếc xe này đang sở hữu. Cái cặp lốc được anh em ưa chuộng bởi da màu sắc, độ thẩm mỹ rất cao. Lốc ló trong ở đây chúng ta thấy được cái cổ bộ tăng. Nhìn sơ sơ kích thước cơ bộ chắc anh em cũng nhận ra nội công chiếc xe ra sao. Cái chiếc xe được củng cố bằng cái gấp kim rác, bộ gấp màu đỏ trông cực kỳ lạc với dàn chân của xe. Cái công dụng chính của bộ gấp này là chống xe lắc ở nước đề 3. Vì con xe này có nội công hâm hậu nên nước đề 3 mạnh của nó dễ làm gấp xin chịu không nổi. Những món đồ chế tiền nhất con xe ắt hẳn là cây phục Hardin ở bên góc dưới đây. Đi cùng với chế thành đắt đỏ thì cây phục này dĩ nhiên có cái lực nhún cực kỳ mái. Chủ còn rất dự tính khi có che thêm cái miếng mica phục để hạn chế đá sỏi bắn vào làm hư tì và giảm tuổi thọ của phục. Và đây là tổng thể cái chiếc xe đẹp sắc sảo. Honda quay dọn tăng động với bộ cánh tím đầy thơ mộng. Các chiếc Honda Way là hệ quay cao cấp được phát triển nâng cấp dựa trên nguyên mẫu của Way 100 ngày trước. Cái dòng xe này được ưa chuộng ở nước bạn bởi vì chế độ từ các bản độ dần dần ra đời nhiều hơn, và các chiếc quay độ dưới đây đến từ một bay cơ thái một dẫn chứng cụ thể. Xem tổng thể, anh chủ xe là người có tâm hồn thơ mộng khi phát cho mình một cái tông màu tím mộng mờ, một tông màu đang cực kỳ hot hiện nay. Bên cạnh đó, người chủ đã trang bị một vài món đồ chơi kiển trở nên trời máy cứng cáp hơn. Chúng ta cùng xem nhé. Bao tay đồ chơi hoa văn bắt mắt. Phía dưới là chế lực cổ Hardin giúp chiếc xe ổn định tay lái khi di chuyển. Chế độ chịu chi chưa dừng ở đó. Cái móc khóa của chiếc xe là một cây chế lực cổ cũng thương hiệu đến từ Hardin. Ở đây chi tiết chế lực Hardin với ti vàng cực đẹp. Dàn chân mỏng manh không kém phần cứng cáp với đi nhôm đồng màu với cái dàn áo. Hệ thống phanh nâng cấp theo Rainbow Bridge kết hợp cùng AUX với hai tính năng đặc biệt là ống nối xoay 45 độ và khúc nối ngắt dầu đầy nít. Chó ló nhẹ nhàng ở phía sau, đĩa tải vàng được che đậy bởi carter carbon được phay lại với kiểu dáng cũng lạ mắt. Cái phục DB bình dầu cho đi nhúng êm ái hơn cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để kế tiếp nhớ like và subscribe.